Thưa quý vị, chiều nay Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao dưới sự chủ trì của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Trả lời câu hỏi liên quan tới vấn đề hồi hương ấn vàng, hoàng đế chi bảo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin. Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO đã thông qua mọi kênh, trong đó có trao đổi thư, công hàm chính thức, tiếp xúc, gặp gỡ với cố vấn đối ngoại của Tổng thống Pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa Pháp, lãnh đạo UNESCO và các bộ phận chuyên ngành liên quan đề nghị can thiệp để ngừng việc bán đấu giá ấn vàng Hoàng đế chi bảo và chuyển giao quyền sở hữu cho phía Việt Nam. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như là các cơ quan liên quan thực hiện lộ trình thủ tục đưa ấn vàng Hoàng đế chi bảo về Việt Nam trong thời gian sớm nhất, đảm bảo các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như là pháp luật của Pháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo Đảng và nhà nước ta trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm với